Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới vừa công bố báo cáo cho biết là số lượng chuyến du lịch quốc tế sẽ vượt qua mức đạt được vào năm 2019. Và đồng thời, chi tiêu của khách du lịch thì cũng có thể là sẽ tăng cao. Điều đáng chú ý là số lượng chuyến du lịch đến châu Á dự kiến là sẽ tăng mạnh, thúc đẩy sự phục hồi của các ngành du lịch toàn cầu trong năm nay. Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới, thì số lượng khách du lịch đến với các quốc gia châu Á dự kiến sẽ tăng vọt tới hơn 30% trong năm nay và cao hơn bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới. Hiện du khách phương Tây thì đang đổ xô đến châu Á. Nguyên nhân một phần là nhờ đồng đô la Mỹ thì tăng giá mạnh so với các đồng tiền châu Á. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì động lực lớn nhất để thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch châu Á lại đến từ chính du khách trong khu vực này. Người tiêu dùng Trung Quốc thì đã bắt đầu đi du lịch quốc tế trở lại với số chuyến đi dự kiến là sẽ tăng gấp đôi so với năm 2023. Và ngoài ra là nhờ vào thu nhập khả dụng tăng cao, người tiêu dùng Ấn Độ thì cũng đã chi tiêu cho các chuyến đi nước ngoài nhiều hơn rồi. Họ đã chi gần 20 tỷ đô la Mỹ cho các chuyến du lịch nước ngoài trong năm kết thúc vào tháng 3, gấp hơn 3 lần số tiền du khách nước này đã chi tiêu cách đây 5 năm. Theo các dự báo, thì thị trường du lịch châu Á-Thái Bình Dương được dự đoán là sẽ đạt giá trị lên tới 689,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là khoảng 6%.